Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Chiến binh sao vàng. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức về buổi tập thứ 3 của đội tuyển Việt Nam tại UAE. Đêm hôm qua vào lúc 19 giờ theo giờ UAE, tức 22 giờ theo giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ 3 tại sân phụ của Sarriyad. Ban huấn luyện đã chia quân đá đối kháng, rà soát đội hình để chuẩn bị cho trận quyết đấu với đội tuyển Trung Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự trong ban huấn luyện đang tiến đến những mảnh ghép cuối cùng trong đội hình của đội tuyển Việt Nam hướng tới trận đấu quyết đấu với đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào ngày 7 tháng 10 tới. Sau khi được làm nóng với các bài khởi động quen thuộc, các cầu thủ đã được huấn luyện viên Park Hang-seo chia vào hai đội hình để tổ chức thi đấu đối kháng. Việc sắp xếp các vị trí ở các tuyến của hai đội hình cũng được ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng nhằm có sự đánh giá rõ hơn về khả năng thích ứng của từng cầu thủ đối với giấu pháp đề ra, từ đó có thể lựa chọn ra đội hình tối ưu nhất cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Trung Quốc. Riêng tiền vệ Phan Văn Đức do bị căng cơ nên đã không tham gia thi đấu nhằm đảm bảo an toàn, tránh rủi ro có thể bị chấn thương. Xuyên suốt buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục chỉ đạo các học trò ở cả hai đội hình về cách thức di chuyển và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại. Trận đấu đối kháng diễn ra với tốc độ cao trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Kết thúc buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khá hài lòng về sự thể hiện của các học trò. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 2 buổi tập nữa trước khi bước vào buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu vào tối ngày 6 tháng 10. Do e ngại tính chất phức tạp của dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng đã quyết định trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra không có khán giả. Đây là điều khá đáng tiếc bởi khá đông các cổ động viên Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại UAE rất mong chờ được vào sân để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Được biết, do không đáp ứng được các cơ chế đặc biệt của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đối với việc tổ chức các trận đấu trên sân nhà trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đội tuyển Trung Quốc buộc phải thi đấu các trận sân nhà tại địa điểm trung lập. Ở lượt đấu thứ 2 tại bảng B vừa qua, đội tuyển Trung Quốc đã tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trên sân vận động Khalifa Qatar và cũng không đón khán giả vào sân. Sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi nốt những hình ảnh trong buổi tập tối qua của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc mới đây đã phải đón nhận những tin xấu về nhân sự. Nhiều cầu thủ chấn thương, trong đó đáng chú ý là tiền đạo Wei Sihao, 26 tuổi. Theo nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, Wei Sihao chắc chắn lỡ trận gặp đội tuyển Việt Nam sau khi gặp chấn thương trong trận giao hữu với Syria vào ngày 30 tháng 9. Wei Sihao được xem là tiền đạo chơi hay nhất, có phong độ cao nhất và nguy hiểm nhất bên phía Trung Quốc trong hai trận đầu tiên gặp Australia và Nhật Bản. Anh thường vào sân từ băng ghế dự bị nhưng liên tục tạo ra áp lực lên hàng thủ đối phương. Wei Xiao sinh năm 1995, cao 1m77 và đang thi đấu cho Guangzhou FC dưới thời huấn luyện viên Fabio Cannavaro. Anh được đánh giá là mẫu tiền đạo cá tính, đã thi đấu 16 trận và ghi 2 bàn cho đội tuyển Trung Quốc. Wei Xiao là cái tên táo bạo nhất trong số các tiền đạo tuyển Trung Quốc trong hai lượt trận đầu tiên. Thậm chí, anh có màn trình diễn đã mắt hơn cả Wu Lei, nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đánh giá. Ngoài Wei Xiao, hậu vệ Chu Chenji,
21 tuổi, cũng dính chấn thương trong trận giao hữu với Syria. Anh thậm chí phải khâu vết thương ở chân và bỏ lỡ hai buổi tập vừa qua. Còn 5-6 cầu thủ khác đang phải trải qua quá trình tập luyện hồi phục do suy giảm thể lực, mệt mỏi hoặc gặp chấn thương nhẹ. Bên cạnh tin xấu, đội tuyển Trung Quốc cũng nhận được tin tích cực khi hậu vệ Trang Linh Peng và Lin Lei đã hồi phục chấn thương và có thể tập luyện bình thường. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có thể đàm phán gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo trong tháng 10 sau trận đấu với tuyển Trung Quốc Oman. Hợp đồng hiện tại giữa VFF và ông Park Hang-seo được ký vào tháng 11/2019, thời điểm mà dịch Covid-19 chưa ảnh hưởng đến tình hình thế giới cũng như hoạt động bóng đá trong nước và toàn cầu. Hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo có giá trị đến ngày 31/1/2022 sẽ được tự động gia hạn thêm một năm nữa nếu không bên nào có ý kiến khác. Khi hai bên thống nhất thì toàn bộ điều khoản trong hợp đồng được ký kết trước đó sẽ được giữ nguyên. Được biết, VFF đã gửi đề nghị tới đại diện của ông Park để chính thức làm việc. Dự kiến có thể hai bên sẽ gặp nhau sau khi đội tuyển Việt Nam hoàn thành hai trận đấu với tuyển Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết, VFF đánh giá cao những cống hiến của huấn luyện viên Park Hang-seo đối với bóng đá Việt Nam. Với trách nhiệm của mình, VFF cũng hỗ trợ tối đa, đáp ứng những yêu cầu tốt nhất về chuyên môn, tài chính để ông Park Hang-seo làm việc. Theo ông Lê Khánh Hải thì thời điểm này không có lý do gì để đôi bên không tiếp tục hợp tác. Hồi đầu năm 2021, khi trải qua kỳ nghỉ ở Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng chia sẻ về chuyện gia hạn hợp đồng với VFF với truyền thông Hàn Quốc. Trả lời trên kênh UCN của Hàn Quốc trước khi trở lại Việt Nam, ông Park nói: "Nếu VFF đề nghị tiếp tục hợp tác mà chúng tôi từ chối thì cũng không thành. Hai bên cần tìm được tiếng nói chung. Lee sẽ lo đề xuất và tôi chỉ cần quyết định có theo phương án đó hay không. Việc còn lại cậu ấy sẽ phụ trách." Mức lương mà ông Park nhận được hiện tại rơi vào khoảng 50.000 đô một tháng. Nếu ông Park tiếp tục gia hạn hợp đồng với VFF, chắc chắn cả hai bên sẽ có những thỏa thuận mới về mức lương. Với việc các giải đấu mà ông Park đang nhận nhiệm vụ sẽ kéo dài sang năm 2022, nhiều khả năng hợp đồng của ông Park và VFF sẽ được gia hạn thêm chỉ một năm. Sau khi câu lạc bộ Quảng Ninh không thể tiếp tục hoạt động, đội Hà Nội trở thành bến đỗ mới của tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long. Chiều mùng 2 tháng 10, câu lạc bộ Hà Nội công bố hình ảnh tân binh Hai Long trên trang mạng xã hội chính thức của đội bóng. Tiền vệ trẻ mặc chiếc áo có in dòng chữ Hà Nội An, kèm theo 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 chức vô địch V-League và đến tham quan phòng truyền thống của đội bóng thủ đô. Hai Long sẽ ký hợp đồng 5 năm với câu lạc bộ Hà Nội. Trước đó, Hai Long đã trở thành cầu thủ tự do sau khi thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ Quảng Ninh. Hôm 29 tháng 9, anh nói lời chia tay đội bóng quê hương trên trang cá nhân. Việc Hai Long gia nhập câu lạc bộ Hà Nội là điều không bất ngờ bởi đội bóng thủ đô đã tiếp cận cầu thủ này ngay sau khi câu lạc bộ Quảng Ninh dừng hoạt động. Hiện tại, Hai Long tập trung cùng đội U22 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2022. Dự kiến, anh và các đồng đội sẽ bay sang Dubai UAE vào ngày 8 tháng 10 để tập huấn. U22 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội U22 Kyrgyzstan để rà soát lực lượng. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng Y. U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Đài Loan, Trung Quốc và Myanmar lần lượt vào hai ngày 27 tháng 10 và mùng 2 tháng 11. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chiến binh sao vàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới trên kênh Chiến binh sao vàng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!